hậu Ngọc Trinh xuống tóc đi tu khi bị học trò thầy Park phụ tình. Ngọc Trinh, người từng giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu áo dài Việt Nam thế giới 2017, gặp cú sốc lớn khi bị cầu thủ U22 Việt Nam phụ tình. Nguyên do chia tay giữa Lê Ngọc Trinh và bạn trai cầu thủ U22 Việt Nam không được tiết lộ. Tuy nhiên, khi chia sẻ với bạn bè, Ngọc Trinh cho hay người thương của mình có người mới nên cô đã sốc và suy sụp tinh thần. Thậm chí Ngọc Trinh đã phải nhập viện và sử dụng nhiều liệu pháp để trấn an bản thân. Mới đây, cô gái này khiến cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh mình cạo chọc đầu. Nhiều người cho rằng cô đã đi tu. Tuy nhiên, theo chia sẻ với báo giới, cô nói: "Tôi xuống tóc để giúp cho tâm hồn được an yên trong hình ảnh một nữ tu sĩ vì câu chuyện cũng khá dài. Nhưng hiện tại tôi vẫn là Phật tử, chưa có thọ giới xuất gia." Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê ở Cần Thơ. Cô hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên, từng góp mặt trong một số dự án phim như Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Chuông Gió, 6 Phút Đam Mê. Người đẹp cũng từng dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Cùng năm, cô tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017 và giành ngôi vị Á hậu 2.